Giải mã giấc mơ thấy rắn tử vi mỗi ngày.vn 2022. Trong thực tế đời sống hàng ngày, rắn là loại vật nguy hiểm và dễ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Rắn là biểu tượng linh thiêng trong nhiều nền văn hóa khác nhau, những câu chuyện dân gian. Trên thế giới hiện nay có hàng nghìn loài rắn khác nhau và rắn hổ mang có thể được coi là chúa tể của các loài rắn. Rắn hổ mang không chỉ là một loài rất có linh tính mà còn trở thành biểu tượng linh thiêng của nhiều tôn giáo cũng như truyền thuyết. Nhắc tới rắn hổ mang, người ta nghĩ ngay tới loài rắn nguy hiểm chứa nọc độc chết người, chỉ cần một cú đớp của nó phóng ra lượng nọc độc có thể giết chết đến 15 người. Sự nguy hiểm của loài rắn hổ mang chúa còn cao hơn thế nhiều, chỉ vậy thôi cũng đủ chứng tỏ sự nguy hiểm của loài rắn này trong thực tế. Vậy bạn đã bao giờ mơ thấy rắn hổ mang chưa? Giấc mơ thấy rắn hổ mang muốn mang đến cho bạn điềm báo gì trong cuộc sống? Hãy cùng chúng tôi giải mộng giấc mơ tử vi mỗi ngày.vn giải đáp những thắc mắc của bạn về giấc mơ thấy rắn hổ mang nhé! Giải mã giấc mơ thấy rắn hổ mang theo lý giải của các nhà khoa học. Theo các nhà nghiên cứu phương Đông, rắn được xem là biểu tượng của vua chúa xưa dùng để bảo vệ của cải quyền lực. Rắn được xem là loài vật tượng trưng cho sự mạnh mẽ và huyền bí, vì vậy rất nhiều người tò mò về giấc mơ về loài vật này. Theo các nhà tâm lý, khi ta thấy rắn hổ mang thường là điểm xấu, là điều không tốt lành. Khi ngủ nằm mơ thấy rắn hổ mang cũng như thấy ác quỷ, báo hiệu bạn sẽ gặp phải điểm xấu, vận xui. Trong cuộc sống bạn sẽ gặp phải phong ba bão táp, những trắc trở. Tuy nhiên, một số nước trên thế giới lại có quan niệm rằng rắn hổ mang là con vật có thể mang đến cho họ sự thắng lợi, giàu sang và phú quý. Nó là kết tinh của sự thông thái, năng lực tự nhiên và sức mạnh tinh thần, thể chất của con người. Rắn hổ mang sở dĩ được coi trọng đến vậy là bởi vì nó có thể đem lại cho con người cảm giác tự tin, an bình và may mắn. Nó là đại diện là kết tinh của sự thông minh, kiến thức, trí tuệ và tuyệt nhiên nó sống mãi với thời gian. Khi ngủ chúng ta thường không thể điều khiển giấc mơ của mình và rất nhiều người trong số chúng ta đã nằm mơ thấy rắn hổ mang với những hoàn cảnh mơ thấy rắn hổ mang khác nhau. Có người nằm mơ thấy bị rắn hổ mang cắn, có người nằm mơ rắn hổ mang vào nhà, hay có người lại mơ thấy chuột đuổi nhau với rắn hổ mang, cũng có người mơ thấy nhiều loại rắn hổ mang khác nhau như răng hổ mang chúa, hổ mang xanh, đen, mơ thấy bị rắn cắn. Giấc mơ thấy rắn hổ mang sẽ tùy theo hoàn cảnh khác nhau mà mang những điểm báo khác nhau. Dưới đây là những giải đáp về một vài giấc mơ gặp rắn hổ mang, bạn có thể tham khảo nhé. 1. Mơ rắn hổ mang chung chung. Nếu bạn mơ thấy rắn hổ mang một cách chung chung và không nhớ rõ nội dung của giấc mơ đó thì điều đó minh chứng bạn tự nhìn thấy chính mình, tượng trưng cho sự thông minh, lanh lợi, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng chiến đấu với các vấn đề. Đó chính là hình ảnh của bạn trong cuộc sống lúc thức dậy. 2. Mơ thấy răng hổ mang chúa. Nếu bạn thấy hổ mang chúa đang bành mang ra ở trong giấc mơ của mình thì không cần lo sợ bạn nhé. Đây là điềm báo may mắn, báo hiệu bạn sắp đón nhận tin vui như gia đình sinh quý tử hay đứa trẻ sinh ra sẽ vô cùng thông minh và tài ba hơn người. Bởi rắn hổ mang chúa là vua của các loài rắn nên mọi giấc mơ thấy chúng đều mang điềm báo may mắn, phú quý. Khi mơ thấy rắn mang đen nên đánh những con số may mắn như 14 hoặc 41. 3. Mơ bị rắn hổ mang chúa tấn công, cảm thân bản thấy bị nguy hiểm, có nghĩa là lòng tự trọng và sự tự tin của bạn trong thực tế đang rất thấp. Bạn nhút nhát, không dám đối đầu trực tiếp với người khác để nói lên những suy nghĩ của bản thân. Hãy ngừng lại việc làm hài lòng người khác và sợ hãi khi nói lời từ chối. Nếu cứ giữ vững đức tính này, mọi người xung quanh sẽ lợi dụng bạn. 4. Mơ thấy giết rắn hổ mang chúa. Bạn đang có những quyết định tồi tệ, dự báo một người nào đó sẽ cố gắng tiếp cận bạn với ý đồ không tốt. Đại khái họ cố làm hại bạn và hãy cảnh giác và giữ khoảng cách với họ. 5. Mơ thấy rắn hổ mang chúa bóp nghẹt bạn. Trong giấc mơ bạn đang rắn đang cố gắng bóp nghẹt bạn bằng đuôi thì chứng tỏ người bạn thân đang trở thành gánh nặng cho bạn. Ngoài ra, những người bạn của bạn là người ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Điều này khiến bạn luôn cảm thấy bản thân bị lợi dụng. 6. Mơ thấy rắn hổ mạng chúa thay ra báo hiệu bạn sắp gặp một số người nguy hiểm hoặc công việc không thuận lợi. 7. Mơ thấy rắn xanh nếu bạn mơ gặp một con rắn lục đang cuộn tròn trên mái nhà hoặc đang bò lên thanh xà ngang của chính giữa ngôi nhà thì đây là điềm báo bệnh tật sẽ ập xuống bạn và gia đình. Bạn hãy chú ý có thể lây lan từ một thành viên ra nhiều thành viên hoặc xuất hiện các bệnh bất thường. Khi mơ thấy rắn xanh, rắn lục nên đánh những con số may mắn, 03, 38. Mơ thấy rắn hổ mang trắng nếu bạn mơ thấy rắn hổ mang trắng thì đây là điềm báo thời gian sắp tới bạn sẽ dính líu tới những tranh chấp, cự cãi không đáng có. Khi mơ thấy bạch xà bạn nên đánh những con số may mắn, 03, 30. Chín. Mơ thấy rắn hổ mang đen từ lâu, rắn hổ mang đen hay hắc xà đã được biết đến là đại diện cho đất đai. Vì vậy, nếu bạn chiêm bao thấy rắn hổ mang đen thì đây là điềm báo lành về khía cạnh đất đai như sang cát, mộ phần. Tuy nhiên, đây lại là một điềm báo không may mắn ở khía cạnh tình cảm. Các mối quan hệ xung quanh bạn. Nằm mơ thấy rắn hổ mang đen là điềm báo nhắc nhở bạn nên cẩn thận vì sẽ có một số đối thủ âm thầm gây rối, hãm hại bạn. Khi mơ thấy rắn đen bạn nên đánh những con số may mắn, 69, 23, 30, 80, 20. Nằm mơ thấy rắn hổ mang vàng chúc mừng bạn, các khó khăn trong công việc sẽ được sự giúp đỡ của nhiều người. Vì vậy mọi khó khăn nào đó, bạn cũng có thể vượt qua hết. 11. Nằm mơ thấy rắn hổ mang xanh mọi nỗ lực của bạn được đền đáp, báo hiệu bản thân sẽ đạt được thành quả như kỳ vọng trong thời gian sắp tới. 12. Mơ thấy rắn hổ mang đuổi theo cắn trong giấc mơ bạn thấy rắn hổ mang đuổi theo bạn thì đây là điềm báo không may mắn về vấn đề tiền bạc, công việc và học tập của bạn. Nếu bạn mơ thấy 2, 3 con rắn đuổi theo thì đây là điềm báo về sức khỏe cũng như sẽ có những chuyện không vui khác xảy ra. 13. Mơ thấy bị rắn hổ mang cắn bản thân nếu trong mơ bạn thấy mình bị rắn hổ mang cắn thì đây là một điềm báo tốt lành cho bạn và gia đình bạn. Nếu bạn là phụ nữ mới lập gia đình mà gặp giấc mộng bị rắn hổ mang cắn thì đây là báo hiệu bạn sắp có thai, hoặc sẽ gặp may mắn trong công việc, mua may bán đắt. 9. Nếu trong khoảng thời gian bạn gặp giấc mơ này mà gia đình bạn đang có ý định làm những việc trọng đại thì nên quyết đoán làm ngay. Nếu bạn mơ thấy rắn hổ mang đang tự cắn lẫn nhau thì đây là điềm báo trong thời gian tới bạn nên cẩn trọng với mọi hoạt động từ lời ăn tiếng nói tới hành động. Nếu bạn mơ thấy bị rắn hổ mang cắn vào tay thì đây là điềm báo có thể bạn đang bị ai đó lừa dối về mặt tình cảm. Nếu mơ gặp rắn cắn người khác thì đánh, 14, 59. 95,43 Nếu mơ thấy bản thân bị rắn cắn thì đánh, 73, 14. Rắn hổ mang cắn bạn của bạn nếu rắn hổ mang làm người bạn bị thương nặng thì dấu hiệu cho thấy bạn sẽ phát hiện ra một âm mưu chống lại bạn mình. Bạn nên làm bất cứ điều gì để bạn bảo vệ anh ta khỏi kẻ thù. 15. Mơ thấy rắn hổ mang chết nếu trong giấc mơ bạn thấy rắn hổ mang chết thì đây là điềm báo vô cùng xui xẻo. Vận xui thường sẽ liên quan đến bệnh tật hay vận hạn. Khi gặp giấc mơ như vậy bạn nên cẩn thận hơn trong mọi việc và chăm chỉ đi chùa, làm việc thiện để tích công đức. 16. Giải mã giấc mơ giết rắn hổ mang chúc mừng bạn, trong thời gian sắp tới bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc, năng lực và tài năng của bản thân được mọi người công nhận. 17. Mơ thấy rắn hổ mang bò vào nhà nếu trong mơ bạn thấy rắn hổ mang bò vào nhà thì đây là điềm báo may mắn về long mạch, nhà đất. Ngoài ra, đây cũng là điềm báo gia đình bạn sẽ yên ấm. Làm ăn phát đạt, khi mơ thấy rắn bò vào nhà bạn nên đánh những con số may mắn, 03, 13, 63, 73, 18. Mơ thấy bắt được rắn hổ mang. Bạn mơ thấy bắt được rắn hổ mang thì giấc mơ này chính là điềm báo sắp tới bạn sẽ gặp vận may về tài lộc, làm ăn suôn sẻ. 19. Mơ thấy hai con rắn hổ mang. Nếu bạn mơ thấy hai con rắn hổ mang thì đây là điềm báo không tốt về khía cạnh tình cảm của bạn. Có thể là tình cảm không được bền nên bạn cần xem xét mối quan hệ này thật kỹ để sau không hối hận nhé. 20. Mơ thấy ba con rắn hổ mang. Vận may bất ngờ sẽ tìm đến bạn trong những ngày sắp tới. Đó có thể là tin vui trong công việc, may mắn khi được đề cử vào các vị trí mới, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. 11. Mơ thấy nhiều rắn hổ mang. Nếu nằm mơ thấy có nhiều rắn mà chúng lại quấn vào nhau hoặc đang tấn công thì đó là một điểm không tốt. Có thể sức khỏe gia đình bạn sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu, hoặc chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều vấn đề khi mơ thấy rắn đang cuộn người và ngóc đầu lên nên đánh những con số may mắn. 32, 72. . 21. Mơ thấy một đàn hay nhiều rắn hổ mang. Nếu trong giấc mơ bạn thấy cả một đàn rắn hổ mang thì có thể thời gian tới bạn sẽ xảy ra xung đột với đồng nghiệp. Hãy cẩn thận và chú ý hơn trong lời nói cũng như hành động bạn nhé. 22. Phụ nữ mơ thấy rắn hổ mang đang chết cắn mình. Điềm báo bạn sắp phải chịu một thất bại nào đó trong một tình huống kết nối với một người bạn. 23. Mơ thấy cầm hoặc dẫm rắn hổ mang. Nếu mơ thấy cầm rắn hổ mang trên tay là đây là điềm báo bạn sẽ sớm gặp phải những lo lắng nào đó trong công việc hoặc phiền muộn trong chuyện gia đình. Nếu đang dẫm lên một con rắn hổ mang một cách vô tình thì lại có ý nghĩa ngược lại, và niềm vui và tài lộc sắp đến với bạn. 24. Mơ thấy rắn hổ mang bị cắt đôi. Điềm báo cho thấy bạn cần phải thích nghi tốt hơn trong các tình huống xã hội, nên cân nhắc và tôn trọng người khác. 25. Mơ thấy rắn hổ mang cuộn mình. Điềm báo kẻ thù đang chuẩn bị tấn công vào lúc bất tiện nhất. 26. Mơ thấy rắn hổ mang quấn vào nhau. Nếu bạn nhìn thấy hai hay nhiều con rắn đang quấn vào nhau thì đây là điềm báo bạn hãy chú ý chuyện gia đình. Rất có thể đang có người thứ ba muốn chen vào hay phá hoại gia đình bản thân. 27. Mơ thấy rắn ăn thịt đồng loại. Báo hiệu bạn đang cảm thấy bất lực, mệt mỏi khi phải đối mặt với các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Có thể là áp lực công việc, bế tắc trong các mối quan hệ, hay mệt mỏi với cuộc sống. 28. Nằm mơ thấy rắn hổ mang có màu lạ. Điềm báo bạn có thể sẽ gặp phải những điều tai tiếng, có thể đối mặt với kiện tụng, hãy cẩn trọng. 29. Nhìn thấy rắn hổ mang hai đầu. Báo hiệu điềm không tốt. Nó tương tự như giấc mơ quỷ dữ trong các bộ phim, báo hiệu bạn sắp gặp bất lợi trong cuộc sống hoặc sự nghiệp. Vì vậy, bạn nên bình tĩnh, suy xét mọi chuyện không tốt, hãy tích đức để giúp bạn vượt qua khó khăn trở ngại. 30. Mơ thấy rắn hổ mang di chuyển trên nước. Đây là điềm báo tốt. Công việc hay học tập của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Hãy phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với những gì bạn được nhận nhé. 31. Nằm mơ thấy rắn hổ mang cắn vào tay. Nếu như giấc mơ thấy bị rắn cắn chung chung thì báo hiệu sắp tới bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, có thể là nhận dự án mới và quan trọng, mang lại nguồn thu lớn khổng lồ cho công ty, được xếp tiên dương trước mắt mọi người. Còn nếu như bạn mơ thấy rắn hổ mang chúa cắn vào bản thân thì báo hiệu về tình trạng sức khỏe. Bạn nên chú ý hơn về sức khỏe của mình nhé. 32. Nằm mơ thấy rắn hổ mang khổng lồ. Nếu như bạn nằm mơ thấy rắn hổ mang khổng lồ, tuy giấc mơ khiến bạn giật mình nhưng đây lại là điểm báo tốt. Báo hiệu điểm tốt lành sắp đến với bạn, có thể sắp tới bạn gặp may mắn về tài chính, công việc suôn sẻ.